Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với những câu chuyện nhỏ của Chuyện Sau Hè. Câu chuyện hôm nay của mình diễn ra bên nhà của anh chị Năm. Chỉ là câu chuyện về nhịp sống thường ngày của anh chị. Chỉ khác một chút là hôm nay có mình nữa thôi. Và bây giờ, xin mời mọi người dõi theo câu chuyện để xem hôm nay Chuyện Sau Hè có gì thú vị và hấp dẫn không nha. Nhúm cái này đang hồi một củi, năm lu bu á, không có chụm củi được. Nhúm này đã hồi một củi. Cái này là củi. Gom ra hết trơn rồi đó. Mấy cái này chị mua lâu rồi, chị gom rồi đó.
gì đem ra mà luôn đi. Không phải gì nữa. Căng lặng quá. Em làm món gì vậy? Cái này là hầm để chữa bệnh mỡ máu không gì Năm. Ở dưới có sáu là xài rồi. À, bị mỡ máu hả? Thank you.
chén này còn chén. Hôm nay là ngày chay nên chị Năm nấu một nồi kho chay cho cả nhà mình cùng ăn. Bây giờ mọi thứ cũng đã xong rồi, xin mời mọi người cùng thưởng thức với mình và chị Năm nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết câu chuyện hôm nay. Chuyện sau hè mến chúc mọi người luôn được bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở những clip sau nhé.